gái đẹp đó. Thế biết yêu chưa? Hiện tại không hiểu. Em chưa biết yêu. À, chưa biết yêu. Đấy. Muốn anh dạy yêu không? Anh dạy cách yêu thôi. Nhờ. Dạy cách yêu. Đây các bạn ạ, mình và Chua ấy. Mình và em Chua ở đây, em Chua sẽ làm một thử thách. Giờ ở đây rất nhiều gái xinh ạ, các bạn có thể đây. Giờ em Chua sẽ đi tìm một người lạ và sau đó sẽ gạ hôn đấy. Xin hôn một cái nhỉ? Anh đúng, đúng rồi, xem phản ứng thế nào. Xem phản ứng của họ như nào nhá. Đúng rồi, đi. Đi theo mình thôi, let's go. Xem có bị ăn vả không? Quay mày nè, lên đẹp vậy hả? Anh ơi, nhưng mà em sợ. Chôn à? Không, nhưng mà em kiểu em sợ bị đánh này. Thì mình tìm bạn nào ấy thôi. Mình tìm bạn nào đi một mình ấy, không có nhiều. Đấy. À, mình đi hỏi trước xem có người yêu đã nhỉ? Đúng rồi. Còn ra lỏng ra. Rồi. Đây giờ Chua sẽ xác định. Đi tìm gái thôi. Đúng rồi, đây cầm ô này. Cầm ô này, đây cầm ô này. Đây, không thì ra đây. Ở đâu? Kìa, cầm túi kìa. Đấy kìa. Đi thôi. Xác định mục tiêu đây rồi. Chua tia được em ơi. Em ơi. Em có người yêu chưa? Em làm ế. Sao ngày à? Thế anh xin mục tiêu có được không? À chị. Ngại quá anh. Nói luôn nhá. Mạnh dạn lên. Tôi. Đi về rồi. Được không? Dạ. Thật. Thật mà. Nhiếp bà. Nó không cho anh. Không cho. Không cho. Bóng cho. Ghét quá anh ạ. Đi tìm đi, người khác. Đi tìm người khác đúng không? Ghét quá. Nó bảo để. Nó nói bé là có rồi, có người yêu rồi. Em này nhỉ? Đâu? Đấy không. Anh ơi, em sợ trúng vợ người ta ấy. Hỏi thì em phải hỏi trước chứ. Có chồng chứ, thế nào chứ. Anh ơi, sang bên này. Bên này đi. Đâu. Hỏi đi. Em ơi, có người yêu chưa? Chưa có. Anh chưa có, trúng luôn rồi. Tiếp. ngại anh ạ. Mạnh dạn lên, biết đâu có nhiều. Đi. Được không? Không cho. Lại có người. Ế rồi anh ạ. Số chú nhỏ rồi. Đi tiếp. Đấy không thì hai bạn áo đen này. Tới đây cho bạn ấy đi ra. Trong. Anh ơi, bên kia gái nhiều chưa? Bên này gái nhiều nhưng mà em lại sợ cơ. Chôn 10 người hay là mấy người anh? Mới chôn đi 2 người. Chôn hôn được thì thôi. À đúng rồi. Đây. Đây. Ô, em ơi, anh hỏi tí. Em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa?
Tiếp tiếp. Người yêu anh không? Đấy, lặng luôn đi. Rồi tiếp. Thế cho anh không phải. Đây không được rồi. Làm nghiêu cũng không được à? Người yêu thì cho. Thế em bảo. Người yêu thì làm được nhưng mà không cho hôn. Là người yêu mới thôi, không là người yêu cũ đâu. Ở đây người yêu mới mà. Người yêu mới thì thế cho hôn một cái. Không đâu, không hôn đâu. Ngại lắm. Nhá. Không ạ. Cho hôn một cái thôi. Không cho. Đi tiếp nhá. Thế người yêu mà không xin số à? Thế thì anh xin số rồi. Quen rồi, người yêu nhưng mà không quen xin số. Tránh đường cho ấy, chú ra. Vừa nãy bảo là người yêu rồi, à, đấy. Xin số ấy. Đấy giờ chuyển đi. Bây giờ xin số nhỉ. Em đọc luôn nhá. Không, biết luôn thôi. Đọc sợ họ nghe hết nhỉ. Rồi, tên số của em nhá. Em tên gì? Em tên Ly ạ. Ly. Thôi chào bọn anh em đi nhá. Chào Ly nhá. Tiếp. Được một số rồi. Anh ơi, hay là mình khách đi. Đi xin số người lạ đi. Các bạn hiện giờ bọn mình đang có mặt ở chương trình Kết Mông Trường Phố Điện Biên 2020 này. Đúng giờ rồi. Đây rất nhiều gái xinh và em Chua. Nhá. Em Chua sẽ thực hiện một thử thách đó là gặp gái lạ và xin số điện thoại. Xem kết quả theo các bạn nhé. Rồi đi thôi. Đây. Hai em này. Ra. Hai em này nhá. Đây chùa đã tìm được con mục tìm được mục tiêu. Ôi em ơi. Cho anh yêu chưa? Chưa. Thế cho anh xin số được không? Em dùng bé thôi. Dùng phay thôi, không dùng. Rồi. Cho anh xin Facebook được không? Rồi á. Đây rất là xinh các bạn ạ. Em Chua đã xin được Facebook rồi. Nhỏ mong mong. Không mong gì vậy? Kém. Rồi. Chung màn hình á nhỉ. Thế em ấy cho con yêu gì ấy đi, tán đi. Cho con người yêu gì? Vâng. Muốn là người yêu anh không? Anh có người yêu gì? Chưa. Anh chưa nhỉ? Thật vậy. Chưa này anh làm chứng là chưa có này. Chưa. Nhưng mà lúc nào ấy anh nhắn tin thì phải nhắn tin lại với anh. Bắt tay cái gì? Đấy. Cái tiêu cái kia đằng sau kìa đấy. Bé ơi, có người yêu chưa? Chào em. Em có người yêu chưa? Anh ơi. Vừa nãy em không hỏi tên. Bây giờ hỏi luôn. Em tên gì? Em tên Như Ý. Như Ý. Như Ý đấy. Đây là Cát Tường. Tem đẹp đấy nhỉ? Tem thai là người đẹp đấy. Thế biết yêu chưa? Hiện tại không hiểu. Em chưa biết yêu. Chưa biết yêu. Đấy. Muốn anh dạy yêu không? Anh dạy cách yêu thôi. Yeah. Dạy cách yêu. Thế cho anh xin nick Facebook hoặc là số điện thoại được không? Em chỉ có kiểu có số điện thoại thôi. Thì số điện thoại. Nick Facebook thôi. Cũng được. xin nick về sau khi dạy em cách yêu. Sau này anh sẽ dạy cách yêu nhé. Được không? Thì kìa chưa. Được không? Vâng. Sau này sẽ dạy. Mí nhùa. Ngốc mùa. Ok.
sinh là lại run run tao. Run à. Đây hả? Như nick em không có. Không có nick. Em biết chào. Không có nick. chú viết sai ấy. Anh ơi, có người miền núi không biết viết chữ. Không biết kết bạn từ lúc nào. À, kết bạn rồi. Đấy, thế mà chưa inbox được à? Chưa nhắn tin luôn. Số xin cho anh hay là xin cho em? xin cho cả hai nhá. Kiểu là mình cả hai đang cùng ế mà nhỉ. Mùa đông năm về rồi nhỉ. Mùa xuân rồi ông ạ. Mùa xuân. Mùa đông qua rồi nhỉ. Là mình đi thăm đi. Đi chỗ này. Đây. Bây giờ. Đây. Mục tiêu luôn. Vào luôn nhá. Chào em. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mai ạ. Mai ạ. Họ gì? Em họ Vư. Mai quá, không phải họ mày. Em có người yêu chưa? Dạ em chưa. Có thì hỏi thật đấy. Người yêu đánh nhỉ? Đủ nhỉ? Em chưa có. Thế anh xin số được không? Tiền luôn. Con. Đi ra anh ấy. Nhưng mà kiểu là em tuổi nhỏ không? Em cứ đi hỏi anh. Chị thì bạn này chắc ít tuổi hơn em. Còn đi Facebook không? Kịp. Đi Facebook có luôn. Đấy, Zalo có không? Zalo lúc trước có, bây giờ không có. TikTok có. Có luôn. Đi tôi về kết bạn sau nhá. Đi Facebook đi làm này. Không biết viết rồi. Chán chứ quá. Không. Kiểu là điện thoại của em ấy nó cho gái viết mới được. Kiểu là mình viết không được ấy. Không có luôn. Đây rồi các bạn. Kết bạn luôn nhá. À rồi, kết bạn đi. Tôi về duyệt nhá. Rồi. Đây bạn này này, đây. Bạn này anh vẻ xinh này. Bạn này rất là xinh luôn. Anh. Xin chào em. Dạ chào. Em tên gì ấy? Em tên bà Lam Mi. Bà Lam Mi. Sao em xinh đẹp thế? Em không biết. Có người yêu chưa? Em chưa. Có anh tình không? Có. Để cho anh xin số đi. Bảo là không có. Đấy. Biết rồi. Đấy. Từ ác. Không được không? Anh chị thân chị. Đây cũng chưa có người yêu không? Cũng chưa có người yêu. Chưa có người yêu nha. Chúng nó quyền có thể là nè. Bây giờ. Bây giờ mà kêu là thế muốn là người yêu anh không? Được không? Được. Làm thì sẽ được anh nhỉ. Dù em ở xa anh cũng sẽ đến. Đấy. Nha. Ở đâu cũng Phi Châu đấy đúng không? Lên trời cũng lên luôn. Đấy. Em chỉ em không lên bằng máy bay đâu. Em lên bằng tên lửa. Tên lửa. Xin được số rồi. Tôi về gọi
Nhắn tin cho nhá. Đi, tiếp. Tránh ra người ta đập vào đầu rồi giờ. Kì trên sân khấu, trên sân khấu. Đây. À, đây, xin. Anh có xin luôn đây không? xin. Đấy, vào, chuyển. Hay là em này giống như đang rảnh. Chào em. Em tên gì đấy? Em tên là Mày. Mày. Thế Mày tên gì Mày? Tên là Thà Thị Mày. À, Thà Thị Mày. Có người yêu chưa? Em chưa. Nói thật đấy. Thật mà. Chưa có. Bác phải làm được. Đây chưa có anh ạ. À rồi, tiếp. Hôm nay giống như em rất là may mắn. Gặp những người mà không có người yêu thôi. Thế muốn là người yêu anh không? Em chưa muốn yêu. Em đang học, em chưa muốn yêu. Thế là ế à? Nhà bao việc. Nhà bao việc, việc cũng phải lo yêu đương làm tiền anh. Thế à? Thế cho anh xin số điện thoại được không? Ui, số điện thoại. Thế biết yêu chưa? Em không thua số điện thoại em cơ. Thế biết yêu chưa? Chưa biết yêu luôn. Ồ, thế lại phải dạy à? Lại phải dạy chứ. Muốn phải anh dạy không? Có. Tối nhá. Vâng. Tối được. Thế cho anh xin nick Facebook gì đấy? Nick Facebook à? Olim à? Ok chứ, Olim à thì gì? Ok. Nick Facebook mà. Mày cầm fan cho chị nhá. Nick Facebook là Thị Mày nhá, mọi người nhá. Rồi. À, chưa muốn yêu đúng rồi. Rồi rồi. Tối dậy. Dậy yêu. Mình về thì mình tế dậy cho. À.